你几天？你我几天？ 你看个母愣了，弄啊？有，搞定吗？有，cũng bình thường。嗯。bị những cái gì sao vậy? Ừ. Em khai thì có kêu nó khai rồi, nó có xài cái gì không mà? Không có xài, em xài nói có đâu. Bị lâu chưa? Dạ, cũng hơi lâu rồi. Hơi lâu rồi hả? Bị bác sĩ xong bị à? Chắc tầm đó đó. Em không biết hỏi tiêm vaccine xong bị không? Ý là nhưng mà sau khi tiêm vaccine xong em mới bị đúng không? Hay là không biết luôn? Em cũng không biết luôn. Rồi biết cái gì? Đi lên lên bên mấy tiếng? Em cũng không biết, em chạy, em không có coi. Em không biết đi lên đây mấy giờ nữa. Trời ơi, đi là đi rồi hả? Dạ. Lấy cho miếng bông nhung nước vậy. Cái gì vậy? Nghiêng nghiêng thôi, nhấc người lên chi? Ý là cái này nó hơi lệch, em nằm. Bị lệch hả? Dạ. Chơi Noel mà kiêng bia rượu thì còn gì là vui nữa. Cái gì? Ai nghiện? Nên hôm qua chị có uống đâu.
của em. Mà mát quá đấy. Mát quá hả? Em mát đấy, bị mát đấy. Ừ, bị chập đấy. Nghiêng 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 thắng. Trời ơi. bị chai nữa không? Nó có bị sưng lên không? Sưng thì mới ra chứ. Vậy là mụn là do ông chứ không phải do mình đánh không ra được. Cố lên.
Bóc bóc ít bông rồi chị ăn. Cởi áo nó được trần chuồng người ta ra luôn á. Cứ đòi cởi áo người ta ra không. Thế không? Thế nhỉ? Là chứng tỏ bởi chất không xin nhê gì đúng không? Chứ không là giờ khóc. Ây da. Tao đánh cho đó. Xin lỗi thì cái này em cố ý. Cố tình đúng không? Không, không luôn. Không cố ý nữa.
Nhanh cái đầu của mình. Nghỉ xíu à? Đổi bên đi nhỉ. Cười. Đây. Con chị vui lắm hả? Một quạt đấy. Lại cả xuống này nó cao hơn ta. Chị là chuẩn bị nè. Em đứng được xíu với chị được đâu. Còn cao không? Giữ cái chân chị bên đấy luôn rồi đấy. Gì mà đưa lên đưa xuống rung lên để nhìn đẹp dựng nguyên một chỗ ấy.
nó hả, là những mụn đó hả? Ừ, thế sao? Kéo gì thôi. Cái gì hồi nó đó hả? Nó vừa ra lại khỏi liền rồi, tại chị gì đã xấu chậm. Thế bình thường có bao giờ hỏi đâu, tự nhiên bữa nay hỏi thắc mắc thôi. Hỏi không gà em thấy. Xem được có ai làm đó. Chưa hết. Hôm qua còn hay vậy? Chưa hết say. Dư âm. Đi là không kiểm soát được liền à? Mà đi ra ngoài cái là không kiểm soát được liền à? Uống bất chấp đi. Lúc đầu còn ngại ngại. Ừ, nói không muốn đâu. Đâu không muốn. Tí nữa, à, tới bên. Tới bên đi bác tài rồi. Không, cái thằng kia đi ngủ là đảng luôn á. Tụi gãy. Ghét. Con Hương á? Hương. Hương á hả? Con Thương á? Ừ. Ai bảo đi lấy chồng? Nó chụp ảnh gì ấy. Ủa? Ủa anh đi đâu á? Mới nhá là trời dám dám. Ủa? Đâu đây em? Đi đến mụn chứ là anh gì mọi người bất ngờ như vậy? Qua thăm hạnh. Ghê. Không cho người ta về nhà là từ chối rồi. Ồ, tự nhiên siêu chỉ chơi đòi về nhà. Ừ. Em giữ giá xíu đi em. Ủa giá tướp tướp. Giá có ăn được không mà giữ. Tướp 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 chứ. Ủa em phải quen chờ cái điều đó đi chứ. Đi là cái này còn thêm sáng không à. Tính hỏi cà phê mua cho ly với lại mọi người quán về mà. Ừ, trả lời. Ừ. Mình nói ly cho mình nhấn số lượng lên.
Uống cà phê xong xay cà phê hồi hộp với 173. Không, em đâu có xay cà phê đâu. Bia xay xay không xay thôi chứ xay gì vậy. Như ủa lúc đầu Như làm à? Anh nằm bên giường đi anh. À mà cũng đã ấy đâu. Có chứ, uống mấy con bia trong hộ từ lưu là. Ủa cái gì vậy? Lên nhanh vậy? Tới khuya thì có. Đến mấy giờ sáng? 2 giờ gì đó. Tài nó dậy được chưa anh? Đó, về buổi sáng mà. Cái tội gáy. Như nói không được mình ra. Cái tội gáy cho chừa. Sao mà để được? Nó phải đi theo tay em chứ. Tay em đâu phải để một chỗ đâu. Thì hôm nay là quay dĩ anh thấy nó chưa đủ sắc nét chứ là nó phải đủ sáng đó. Quay dĩ em hỏi anh đó. Nó vẫn bị rung rung. Thì đấy. Nó bị rung bò chạy ăn cơm mà nó phải bằng điện đâu. Dùm bộ hư hả? Nằm dưới luôn kìa. Hư hả? Sao hư? Em không biết. Em biết. Phải nó mỗi lần mở nguồn lên cái là định nó xây nó lùm gì á. Giống cái bên kia, chứ bên kia bữa giờ chưa xài luôn kìa. Cái cũng Đức Anh á. Cái này trong người bà không chứ không có đây thôi chứ tìm đâu. Cái này bà để đâu không? Không giấc chịu hết ngày. Sáng mấy giờ anh mới dậy? Sáng 7 giờ mấy á. Dậy sớm ngày. Chị ăn gần 10 giờ kìa. Cũng ghê vậy. Không kêu là không biết được dậy luôn. Chị ăn qua say mà. Say không? Say không nhớ gì luôn. Sáng vậy mà còn ngáo ngáo. Nãy còn thấy ngáo mà. Vậy là anh tưởng tượng hiểu cho mặt buổi sáng ngáo cho nào. Không. Không bằng hôn uống rượu. Tính ra cái này là chuyên quay luôn đấy nghiệp. Hôm qua là thử cho cái kia đúng không? Thấy chưa? Ủa Vân, Vân không thấy hả? Gớm vậy mà đi tìm giống như kiểu mà cái quý lắm á trời. Em tưởng là cái gì quý lắm luôn. Thật luôn á. Vâng. Sao giống người ta hả? Giống vậy. Thank you.
Mày đè trên đầu chị mày đi. Em nói em không có cố ý mà. Cố tình không cố ý đi. Anh Lập có làm gì không ạ? Làm gì nhiều đấy. Anh nằm giường chờ em. Rồi hết thấy gì luôn. Ừ. Oh yeah. Cô lên. Cái này đều là xong. Sao quay mặt chị? Em mụn thấy luôn á. Rồi. Mặt chị quay sát mặt chị luôn để thấy mụn. Mặt em đâu có mụn đâu. Em bị sai vậy. Sao rồi hả? Nè cô nè. Mặt nó phê. Cái gì vậy? Rồi.